tiếp tục giới thiệu lại với toàn thể các bác. Củ loa 15 inch mang mã hiệu là 2226H, đến từ cái thương hiệu của sản xuất bản quyền đó là JBL. Còn cái sản phẩm này là củ loa nhập từ Trung Quốc về các bác nhé. Hiện tại củ loa này bên em đang bán với mức giá là 2.950.000 trên một cặp, và trong một số thời điểm nó sẽ lên đến là 3.050.000 trên một cặp, tùy từng thời điểm. Củ loa được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu về Việt Nam dưới cái hình thức là ninh phụ kiện thay thế các bác nhá. Em đã nói rõ nhiều lần rồi, nhiều các bác bảo là bên em bán cái hàng thế nào thì bên em bán hàng như thế. Cái kênh để giới thiệu các bác có tên là phụ kiện âm thanh Thiên Long Bát Bộ, tức là bên em bán hàng và em cung cấp cho các bác trên mọi miền tổ quốc đó. Đây là cái củ loa bát với cái màng đặc trưng là màu hanh hanh vàng. Có một biến thể như này nữa, đó là 2226PHL, là bát 40 từ 190 côn 76. Con đó thì nó sẽ phù hợp với một số dòng loa các bác yêu cầu công suất nó vừa phải để chơi trong gia đình, có thể làm súp, có thể làm phun ram. Còn như cái dòng này thì nó sẽ đảm nhiệm cái giải tần số thuộc dạng là trung trầm nhưng mà tần số thấp, công na hay mình hay gọi là ultra non phép quy hoặc là non phép quy. Còn các bác, nhiều các bác sẽ gọi là mid non hay là gì đấy thì tùy. Bên em thì em biết đến đâu em kể đến đấy các bác nhá. Để em sẽ nhấc cái bát này ra quay cho các bác xem. Bát này nó khá là nặng, khoảng tầm 19 kg. Đó, dây đai vẫn luôn trong thùng này cho nó gọn. Dây đai vẫn luôn trong thùng cho nó gọn, chứ vứt ra ngoài thì nó vướng. Với cái mã sản phẩm này thì bên em đã cung cấp và bán ra rất là nhiều trên thị trường, bán rất nhiều nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và với cái công suất của củ bát này nó phù hợp cho các bác chơi với mức công suất chương trình đâu đó khoảng tầm 1.200 đi 1.500 thì nó đánh rất là tốt với cái bát này các bác nhé. Vứt tạm đây ra. Bát 40, thằng nhà máy con này nó lỗi, nó dính tí keo vào đây, keo chắc là keo khe từ nó dính vào đây. Đó, 2226H. Với các cái phiên bản của JB và các cái đời 4 số, củ bát 4 số thì nó sẽ có như thế này. Ví dụ 2226H là 8 ohm, 2226J là 16 ohm, và 2226G là 4 ohm. Đấy là các cái dòng bát cơ bản và hiện tại với củ từ thường. Còn với củ từ neo, ví dụ em sẽ ví dụ với củ 2262 hoặc là 2265 hoặc là 2268. 2268 thì sẽ có hai biến thể như sau. Một là 2268HPN, hai là 2268GPN. Đấy. Còn một số mã đặc biệt nữa là 2268FF, tức là F đó là 2 ohm các bác nhá. F nó là 2 ohm. Hai cầu 2 ohm thì nó sẽ chơi vào cái gì? Nó sẽ chơi vào cái loa, nó liền luôn cái bo công suất đằng sau loa. Mình hôm nào mình gọi là loa active. Còn với những cái củ loa trên thị trường, tại sao nó để danh nghĩa là 8 ohm danh nghĩa? Và mình đo dòng DCM lên, tức là đo trên đồng hồ thì đâu đó nó chỉ được khoảng tầm 5.6 đến 6.3 hoặc là 6.8 ohm. Với một số củ loa bass thì đấy là cái cuộn dây, khi mà cái tần số dao động biến thiên của nó vào thì nó sẽ lấy cái trở kháng Norman Impulse, tức là trở kháng trung bình. Đấy, để lấy là cái mẫu trở kháng tiêu chuẩn để phù hợp với loa. Nên là cái loa mà ghi là 8 ohm nhưng chúng ta đo thì nó sẽ dưới 8 ohm. Với 4 ohm thì nó sẽ là dưới 4 ohm. Và 2 ohm thì nó sẽ là dưới 2 ohm. Và mới 16 ohm thì nó sẽ là khoảng tầm 13 đến 15 ohm. Đấy, đấy là cái trở kháng của loa. Còn về cái thiết kế thì em nói luôn này. Cái hàng này đều là hàng copy và sản xuất theo cái mẫu tiêu chuẩn của bên nhà hãng, chính hãng, bản gốc của chính hãng họ thiết kế ra. Nên là các bác đừng có hỏi là loại nào, loại này thì nó có một loại thôi. Hàng có tem QCPAT, tem màu xanh, được bóc nguyên đan nguyên kiện, tem mác công ty nhập khẩu, model series đầy đủ. Thì đây là bản linh kiện thay thế của Trung Quốc họ làm ra. Còn nếu như củ này mà xịn và chính hãng thì các bác cứ xác định là 10 đến 15 triệu trên một củ.
nếu trong tình trạng là khá mới hoặc là mới nguyên kiện. Còn hàng bãi thì nó sẽ tầm là 8 đến 12 triệu trên một cặp. Đó, 8 đến 12 triệu trên một cặp tùy vào cái từng đời. Đó, các bác cứ tính tiền bát ra thì các bác sẽ biết là tại sao 4733 mà nó đắt tiền thế. Các bác sẽ hiểu. Và có một số dòng loa cũng sử dụng một con số củ loa nó tương tự như thế này trên thị trường, nhưng nó không có quy sĩ phát thì là không khẳng định được là công suất đủ là 800W, công suất hơi chạy chương trình là 1600, nó sẽ không thật khẳng định được như thế. Các bác đánh lên với con đẩy 800W, các bác đánh mở để ngoài không đắp vào thùng, các bác đánh tầm 2 tiếng xong bắt đầu các bác ghé mũi vào người xem nó có mùi không là biết ngay. Còn bên em bán hàng thì nó luôn này, cái khung xương được sơn và làm theo cái thiết kế theo kiểu là sơn sần nhám. Cái củ từ thép từ, các bác nhìn cái củ từ thép từ này, nó làm sắc nét chi tiết như này và biết cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Đó, và quan trọng nhất là cái vật liệu cấu tạo nên cái loa đã xịn rồi thì là cái trọng lượng của loa nó khá là nặng. Con này đâu đó nó khoảng tầm 11 cân gì đấy, 11 cân, khoảng tầm 11 cân gì đấy, 10 hay 11 cân gì đấy. Nó khá là nặng, cho nên em bê một tay nó cũng thấy hơi căng tay đấy. Đó, bát 40 từ 2 côn trăm, công suất khởi chạy 800, công suất chương trình là 1600 và công suất pick là 3200, thường thường nó sẽ là như thế. Còn với một số dòng loa khác, một số ít thôi nhá, thì công suất của nó sẽ khác với cái công suất như thế này, nhưng đều sử dụng chung một cái nguyên lý là công suất khởi chạy nó sẽ bằng một nửa công suất chương trình, và công suất chương trình nó sẽ lớn gấp đôi công suất khởi chạy, nên các bác ghép với công suất nó khá là dễ. Và cái củ bát này thì VAS của hãng đề ra là 183 nít, 183 nít nó tương đương với một con bát súp 50. Các bác hình dung không? VAS tiêu chuẩn của nó tương đương với một con bát súp 50, nên là cái con bát này khi mà ghép vào đúng cái thùng của nó sẽ ra được hết chất luôn. Ví dụ như cái con bát này mà nắp vào cái thùng 715 thì đánh bình thường thôi, không ra hết chất được. Nhưng con bát này nếu mà ghép vào cái con A15 này thì nó gọi là kinh khủng luôn. Nó ra được cái nhịp tần số cộng hưởng rất là êm và sâu, lực đánh nó mạnh, là êm và sâu nhá, êm và sâu. Tức là các bác mở âm lượng lớn lên đánh solo một bát này vào thùng này, em sẽ làm trong clip sau đánh là các bác sẽ thấy là đúng như em quảng cáo và đúng như em giới thiệu, nó lực đánh của nó mạnh và tiếng nó dày, âm tiếng nó không như cái dòng khác. Con bát này thật ra nó rất là kén thùng, nhưng khi khai thác tốt con bát này nó đánh không kém gì một con bát xịn, không kém gì một cái loa xịn của châu Âu sản xuất. Làm nếu mà đúng kỹ thuật, khai thác hết được nguyên lý hoạt động của loa, nguyên lý hoạt động của thùng loa và cách phối ghép giữa củ bát, củ tép qua phần tần hoặc là chia quay cái cover, thì các bác sẽ làm chủ được một công nghệ làm loa mà nhiều các hãng đang tuyển chọn và gọi là mời gọi những người thợ có tài năng về âm thanh để về nghiên cứu học hỏi, và cũng như là cộng tác viên để nghiên cứu tạo ra những siêu phẩm về âm thanh. Đấy là theo em được biết là như thế. Đây nha, thôi được rồi, giới thiệu nôm na với một cái củ bát mà gần 10 phút là các bác đã đủ hiểu cái chuyên môn của em nghiên cứu nó kỹ càng như thế nào. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em, giá 2.950.000 và trong một số thời điểm nó có thể đạt đến mức là 3.050.000 trên một cặp. Đây là em nói trước nhé, không nhiều các bác bảo sao trước có 2.900.000 mà bây giờ là 3.050.000 rồi. Đấy, nhiều các bác thắc mắc bởi vì giá nhập hàng là tính theo đơn vị là tiền tệ, tính là nhân dân tệ, nếu như nhập bên Trung Quốc đấy nó là như thế. Còn các bác hỏi thì em xin thưa là củ bát này là hàng cao cấp chứ không phải là hàng trung bình rẻ, đừng có tham rẻ, đừng tham rẻ nhá, làm gì làm đừng tham rẻ, tham rẻ cái là dính hậu quả ngay, em ăn nhiều cái hậu quả lắm rồi, không muốn kể, chứ kể ra thì thành ra lại toàn đi bóc phốt anh em thì em cũng không muốn như thế. Đấy, em ăn nhiều cái hàng rẻ lắm rồi, em dính tai tiếng nhiều rồi, em bán cái hàng nó chất chất tí, các bác về dùng nó yên tâm, chứ không muốn mang tiếng đâu. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Các bác nhìn 22, 26 này bán rất nhiều và nắp rất nhiều, B15.